Trước khi mình 30 tuổi thì mình có những ước mơ mong muốn được thực hiện được, đó là mình sẽ được qua Mỹ và gặp gỡ với những vũ công mà mình yêu thích, học hỏi từ họ, những người ở Movement Lifestyle. Và mình mong muốn là sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và mua cho gia đình một căn nhà mới, bởi vì nhà của mình đang là một căn nhà thuê và rất là bé. Và mình ước mong là bố mình sẽ mau hết bệnh và sẽ nói chuyện lại với mình, bởi vì bố mình đã bị bệnh tai biến mạch máu não cách đây hơn 2 năm và không còn nói chuyện được nữa. Nhưng đây thì con muốn nói là con yêu ba lắm, mà ba hãy cố gắng giữ sức khỏe và mau hết bệnh nhé. Minh Tú sẽ là bạn diễn của Ngọc Thịnh. Những điều mình khao khát làm trước khi mình 30 tuổi đó là mình muốn đi du học, về huấn luyện, về biên đạo múa ở cái học viện nổi tiếng trên thế giới. Thứ hai là mình muốn có một bộ ảnh cưới thiệt là đẹp ở Pháp. Thứ ba là mình muốn mở một cửa hàng chuyên sản xuất trang phục biểu diễn để bố mẹ quản lý, cho bố mẹ đỡ nhọc nhằn. Và thứ tư là mình rất yêu múa, cho nên mình sẽ theo nghiệp múa không chỉ đến 30 tuổi mà đến hết cuộc đời. Trước 30 tuổi thì mình sẽ đi học thêm về ballet, cha và đương đại để có thể nâng cấp khả năng nhảy múa của mình. Và nếu có điều kiện thì mình sẽ đi học thêm ở nước ngoài. Và sau đó thì mình sẽ nâng cấp cái khả năng dạy và khả năng biên đạo của mình để có một công việc thật ổn định để có thể lo cho mẹ và chị. Khi 25 đến 28 tuổi thì mình sẽ nghĩ đến việc là lập gia đình và cưới vợ. Và đến 30 tuổi thì mình sẽ cùng vợ con về quê và ở ẩn. Ngọc Anh là người bắt cặp với Hoàng Minh tuần này. Năm nay mình 20 tuổi và trước khi 30 tuổi mình cần phải làm những việc như là sau khi tốt nghiệp đại học mình sẽ đi học thêm một lớp biên đạo để có thể... Trước khi mình 30 tuổi mình muốn thực hiện một số điều sau đây. Thứ nhất là mình phải cao lên 5cm, 10cm cũng được. Thứ hai là mình muốn phấn đấu trở thành một trong top 40 cặp nhảy giỏi nhất thế giới. Thứ ba là mình muốn mua một chiếc xe hơi thật là hoành tráng, đặc biệt là xe hai cửa. Thứ tư là mình muốn đến đảo Hawaii và gặp rất là nhiều cô gái xinh đẹp, sẽ lấy cô làm vợ. Và cuối cùng là mình sẽ xin cho bà ngoại một đứa cháu trai. Bà ngoại có yêu bà. Bạn diễn của Minh Trường là Mỹ An. Những điều mà mình muốn làm trước năm 30 tuổi, thứ nhất là có hai bằng đại học, một là về kinh tế, một là về nghệ thuật. Và điều thứ hai là mình muốn trở thành biên đạo thật là giỏi để sau này có thể trở về biên đạo cho chương trình thử thách cùng bước nhảy. Và điều thứ ba là mình muốn đi các nước để có thể tìm hiểu khám phá những cái nền văn hóa nghệ thuật trên thế giới. Và điều cuối cùng rất là quan trọng và rất cận kề là mình muốn trở thành vũ công yêu thích nhất trong chương trình thử thách cùng bước nhảy 2013. Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha. Trước khi 30 tuổi mình muốn làm những điều sau đây. Thứ nhất là mình muốn kiếm được hàng tháng là 20 triệu để có thể lo cho bản thân mình và dư giả gửi cho mẹ hàng tháng. Thứ hai là mình muốn lập gia đình khi sự nghiệp ổn định và gia đình nhỏ của mình có thể ở riêng, ở nhà mướn chẳng hạn. Thứ ba là mình muốn mở một trung tâm nhỏ để dạy aerobic và các thể loại nhảy múa khác và sẵn sàng đào tạo những vũ công thi thử thách cùng bước nhảy. Thứ tư là mình thích Giáng sinh và tuyết, mình mong muốn sẽ được đón Giáng sinh cùng người mình yêu bên thị sĩ. Vũ công hip hop Lan Anh là bạn diễn của Đình Lộc. Năm điều trước khi 30 tuổi mình muốn làm đấy là kiếm thật nhiều tiền, có công việc ổn định để có thể nuôi bà và mình. Thứ hai là mình muốn đưa bà đi xuyên Việt. Và thứ ba là mình muốn xây dựng một gia đình thật là hạnh phúc để cho con mình có tình cảm của cả bố cả mẹ. Thứ tư là mình muốn ăn thật nhiều món ăn mà không bị béo. Thứ năm là mình muốn có công việc ổn định, song song với đấy mình sẽ mở một lớp dạy nhảy hip hop cho trẻ con.